Mến chào cô bác anh chị em. Trước mặt cả nhà, đây là anh Mã Văn Tài. Anh Mã Văn Tài này lúc trước mình từng quay gặp anh mưu sinh tại bến phà Thuận Giang. Thì hôm nay mình thấy anh lang thang ngoài lộ để đi bán vé số. Vô tình mình gặp lại. Vui không anh Tài? Vui. Dạ, bữa nay gặp lại anh cũng vui ha. Dạ, vui, lâu quá mới gặp. Dạ, rồi ai gọi anh bán vé số vậy, ngày được nhiêu tờ? Bán trăm mấy à, 101 cơ. Dạ. Là cũng mới hết rồi. Dạ, giờ này 3 giờ chiều cũng mới hết thôi ha. Dạ. Rồi bây giờ đi bán ngoài lộ mình có hát hay là mình biểu diễn thổi ống tiêu bằng lỗ mũi gì không? Không có hát này. Tôi bán vé số thì nhiều khi tôi thổi ống tiêu bằng lỗ mũi. Thì ngoài ra người ta mua rồi người ta còn thương tình ủng hộ cho tiền nữa. Chàng ơi sướng ha. Tại biết anh cũng khó ha. Dạ, hoàn cảnh thì cũng khuyết tật, không có thấy rõ như người ta anh ơi. Dạ. Anh đi ngoài đường vậy thấy anh nhiều lúc lủi xuống mé luôn là do con mắt mình kém hả? Cũng thấy còn đi được chứ kém ánh sáng lắm anh ơi. Rồi cái căn bệnh tiểu đường của anh sao rồi? Thì cũng mới đây à. Là bị tiểu đường nữa đó ha. Dạ. Dạ. Tại vì lúc trước từng quay phim này giúp đỡ cho anh một ít để anh sinh sống, lúc đó nhà còn khổ còn khó. Dạ. Rồi sau này được anh em đồ hùng tiền lại cắt được cái căn nhà cho anh và mẹ của anh rồi phải không? Dạ phải rồi. Cắt thì cái nhà đó thì cũng cắt thì anh em cũng hùng lợi, nhưng mà bà mẹ vay tiền nhà nước nữa cũng thiếu nợ lợi nữa. Rồi hiện tại thì anh đi bán vé số gì nè, mưu sinh gì nè. Dạ. Rồi còn đi xuống bến phà để mình biểu diễn bằng cái biệt tài của mình không? Còn anh. Còn luôn? Còn. Mà đi thường không? Lúc nào, ngày nào cũng đi chứ, lúc nào mệt là nghỉ anh ơi. Xuống dưới cũng hát ha, rồi hát. Thổi ống tiêu bằng lỗ mũi luôn. Hát, rồi thổi ống tiêu bằng lỗ mũi luôn. Dạ. Vậy ngày kiếm chắc cũng được 200-300 ngàn, hai mẹ con sống được ha. Dạ. Có lo trả nợ tiếp hả mẹ không? Nói chung thì... tôi kiếm cũng trăm ngoài à, không có đủ. Trăm mấy rồi ha. Rồi vậy bây giờ uống nước nãy giờ khỏe chưa? Khỏe rồi anh. Khỏe rồi, không thôi là có thể là biểu diễn lại cho hai anh em nghe, giống như là cho bà con cô bác nghe lại cái biệt tài. Trời, ống tiêu bỏ trong bụng vậy hả? Dạ. Ống tiêu này em thấy quen hả? Giống của em mua cho anh phải không? Thì của anh mua một lần đó. Dạ, hai năm mấy gì rồi? Lâu rồi. Trời ơi, anh còn xài tới giờ này, đâu em mượn cái ống tiêu coi. Đây là cái ống tiêu mình mua ở dưới cái chùa Lá Sen. Do một anh phiến tặc ở dưới, ảnh làm mấy cái này ảnh bán nè cô bác anh chị. Còn mấy chỗ khác mình đi kiếm mua không có nha. Đây là ống tiêu mà ảnh thổi bằng lỗ mũi biểu diễn ở dưới phà. Bà con cô bác thấy thương, gửi cho anh chút ít. Đó, anh sinh sống cùng với mẹ già. Đó. Thôi bây giờ anh thổi trước đi ha, biểu diễn thổi đi. Trước khi thổi thì anh Tài có thể nói cho bà con biết là mình thổi bài gì không anh Tài? Thì nói chung thì mình cũng không biết nói gì hơn. Mình xin thổi một bài ca nói về mẹ, đó là bài Lòng Mẹ. Biệt danh luôn. Dạ. Biệt danh là gì? Mã Văn Tài. Mã Văn Tài. Dạ, dạ. Mời anh. Thank you.
Cảm ơn. Cũng còn hơi vớt ha. Dạ. Em quên nữa, hồi đó là anh tập cái này là được bao lâu anh mới là thổi gành? À, nói chung thì mình thì cũng không có tập gì. Thì nói chung thì mình tập thì cái đó là mình 3 năm vậy đó. Trời ơi, tới 3 năm. Ờ. Mà sao lại anh lại không, người ta nói á, sao anh không lại thổi bằng cái miệng cho nó khỏe hơn mà lại thổi bằng cái lỗ mũi anh Tài? Thì thổi cái miệng thì nó cũng khỏe, nhưng mà tại tại thổi bằng lỗ mũi thì nó cũng quen em ơi. À, dạ. Giống như là cái miệng thì ai cũng làm được phải không? Ờ. Mình tính tập bằng cái lỗ mũi cho nó khác lạ với người khác ta. Khác lạ với người ta. Để mình mưu sinh nó dễ. Dạ. Phải không? Dạ, phải. À, do đó là mới thổi bằng cái lỗ mũi. Như cái lỗ mũi bên kia là anh thổi được không? Không anh. Chỉ là một lỗ thôi. Dạ. Rồi cái hơi anh ngậm miệng lại là anh, mình nín hơi. Dạ. Rồi anh thổi ra gì rồi cái lỗ mũi phía bên kia nó có ra hơi theo luôn? Dạ có luôn. Nhưng mà sao nó tập trung với lỗ mũi bên đây hay ta? Ừ. Cái lúc mà anh lên giọng xuống giọng nó cũng khó lắm hả Đạt? Đúng rồi. Ừ. Với lại một điều độc lạ là cái người thổi bằng cái miệng đi chăng nữa, người ta cũng điều khiển giống mà không có tập luyện cũng rất là khó. Đúng rồi. Cái hơi nó ra nó sẽ không đều, mà anh thổi có lúc mà cái hơi lên cao luôn á. Uống miếng nước cái đi rồi không thôi anh tặng cho mấy em một cái bài gì quê hương nè ta. Ở bài quê hương. Em nhớ là anh có thổi cái bài quê hương ở dưới Bến Phà. Có. Nghe rất là hay. Không, nhưng mà cũng gần Tết mà chưa tới Tết nữa. Ừ. Tính thổi một bài xuân vậy đó mà. À, rồi rồi, thổi bài xuân đi, gần Tết rồi, đúng rồi. Thì gần Tết đó thì mình cũng tặng cho cô bác ở đây một bài, đó là bài Xuân Đã Về. Ý là Mùa Xuân ơi. Mùa Xuân ơi. Dạ. Yeah. Thời, không nhận cái bài này là cái hơi của anh là thổi xuyên suốt luôn á. Dạ. Cái bài này anh tập bao nhiêu ngày anh Tài? Thì nói chung thì cũng tập mấy ngày mới ra cái bài này đó, chứ cái bài này nốt hơi cao á. Chàng ơi, ừ. Mới có mấy ngày mà anh thổi được luôn. Quá hay luôn. Nếu dạ. Mà một cái bài nào mà anh thổi á, là cái bài đó là anh phải thuộc lời phải không? Dạ, thuộc lời mới tập mà. Thuộc lời mới tập đúng từ đúng chữ trong đó thì mình mới dạ. Thổi ra đúng cái điệu. Dạ. Cái bài này anh tập hồi nào? Lúc trước em nhớ dường như anh đâu có thổi đâu. Không, tại vì mình cũng mới
cũng mấy ngày nay thôi. Trời ơi, hay với cha, mới tập mấy ngày thôi. Cực kỳ không? Uống nước một cái nữa đi anh Tài. Dạ. Mình cũng chưa có tập gì không nữa. Mắt của ảnh mà ảnh sợ cái tay nó run rồi. Tại ảnh có cái con bệnh trong người của bác anh chị. Cũng thương lắm. Ảnh xuống bên phà thì ai cũng đều biết hết á. Lúc trước là sống là nuôi mẹ đó. Vậy dạ. Sau này chị với em mấy đồ đó rồi cũng được chút xíu đó mới cắt được cái căn nhà đó, hỏi nợ cắt thôi chứ. Thật ra lúc trước là ảnh đi xuống bên phà mưu sinh để kiếm cái đồng tiền về để hai mẹ con sinh sống hàng ngày đó. Hay quá. Anh còn bài nào sưng nữa không anh? Nói chung thì mình cũng còn một bài thôi chứ. Wow, tập hai bài gì? Đâu anh Tài giờ thử thối cùng em thử được không anh Tài? Mà Tài thổi bằng lỗ mũi. Thổi bằng miệng là đôi lúc thổi bằng miệng mà lại không ngước bằng cái không ngước lỗ mũi. À. Tại vì tập lỗ mũi quen rồi. Dạ. Vậy anh Tài không thôi thổi cái bài mùa xuân nào, anh tập bài đó là bài gì? Cái bài đó là bài mùa xuân ơi. Mùa xuân ơi. Ừ, còn cái bài mà anh nói là tập bài lần thứ hai này nè, là bài gì? Ước nguyện đầu xuân mà không biết cái nút nó cao, nó thấp gì đó. Có. Mà anh có tập thổi được chưa? Chưa, chắc cứ coi coi. Thổi, thổi thử coi. Dạ. Cảm ơn. Trời ơi, ảnh nói mới tập thôi mà tập mà nghe rồi. Im dữ rồi ta. Dạ. Quá trời hay luôn. Hèn ơi. Cái bài này là anh mới tập thổi tức thời luôn hả? Không, mấy bữa nay hả? Mấy bữa nay luôn á. Mấy bữa nay? Dạ. Wow. Hay quá. Mới tập mà anh thổi cái điệu ra là nó nghe cũng là cũng gần đúng hết trơn rồi. Đúng rồi chứ. Chỉ có một vài nốt là do cái đứt hơi. Đứt hơi phải không? Dạ, cái nút nó hơi ấy, nhiều khi cao hay thấp gì đó. Do cái lỗ mũi cái chỗ đó luôn. Là cái tông cao quá anh đẩy hơi nó lít hơn. Đúng rồi. Tại vì mình cái bài này nó khó. Như cái ống tiêu mà bằng ống trúc chứ bằng cái ống bằng nhôm như thế này thì anh Tài là thích cái nào nhất?
xích cái này thì nhiều khi nó rớt mà nó không có rớt, nhưng mà cỡ nào cỡ nó cũng không bể. Không hư ha. Còn cái kia hư. Nhưng mà khi mà cái hơi ra nó thoát trong cái ống tiêu ra cái tiếng á, cái âm á, thì cái bằng nhôm này với cái ống trúc thì cái nào nó sẽ hay hơn? Nói chung thì cái nào cũng hay chứ, nhưng mà cái này theo như nó bền xài nó bền rớt hoài, tại vì bỏ trong túi rớt hoài phải không? Rớt. Anh Tài uống nước đi, anh Tài uống nước dữ lắm, anh uống nước là nhiều dữ lắm luôn á. Dạ. Đó, mỗi lần ấy là quất một ly vậy đó. Anh Tài năm nay bao nhiêu tuổi rồi quên rồi? Dạ, năm nay mình 39 tuổi rồi. Dạ. Rồi lúc trước em nhớ anh để tóc mà sao bây giờ lại không? Thì tại vì để tóc, nhưng mà tại vì Tết thì cắt hết cho nó mới. À, hết mới, hết sát cho luôn rồi. Dạ. Nhìn lạ, hồi nãy đi ngoài đường em nhìn không ra luôn đó. Dạ. Em chạy hút rồi, hai anh em mới nói ôi sao giống anh Tài quá, đảo lệ đó. Là nãy vừa bán hết giấy số luôn đó hả? À, hết rồi, hết từ nãy giờ rồi. Dạ. Dạ. Hết vậy là cũng như là bữa nay kiếm được 100.000 rồi đó ha. Dạ. Dạ. Cái bài gì quê hương cũng hay đó anh Tài. Quê hương. Dạ. Dạ. Anh giới thiệu luôn đi. Kính thưa cô bác và anh chị em khán giả, thì hôm nay Mã Văn Tài tôi sẽ thổi một bài quê hương. Và kính mời quý cô bác cùng thưởng thức. Dạ, mình còn cái bài Giọt Lệ Đại Trang. Thank you.
Cảm ơn. Hay quá. Cực kỳ không? Cái bài Giọt Lệ Đầy Trang nghe quá hay luôn rồi. Dạ. Mấy cái nốt lên xuống nghe quá hay. Anh Tài cho em hỏi khi mà mình lúc thổi đó anh Tài. Dạ. Thấy anh có thổi cái bằng miệng vô cái ống sáo là cho nó thanh hay sao anh Tài? Dạ. Đó là thử cái gì? Thử hay là anh thổi cho nó có hơi trống trước? Không, vì mình thổi bằng miệng thì mình cũng thổi được, nhưng mà thổi ý cấp anh em hỏi là lúc trước anh hỏi anh ha. Thổi á, dạ. Thấy anh dùng miệng để thổi hơi vô cống sáo là để làm gì anh? Thế đó mình thử cái nốt nhạc anh. Thử nốt nhạc. Dạ. Hay vậy. Dạ. Anh Tài có bài nào mà anh tự sáng chế bài hát ra mà anh thổi không anh Tài? Chưa có sáng tác được ha. Chưa. Dạ. À. Rồi à, cái khi mà anh thổi bằng miệng với thổi bằng mũi gì đó thì cái nào mà nó mệt hơn? Bằng mũi nó mệt hơn bằng miệng hay sao? Không, bằng mũi thì nó cũng bình thường à. Quen rồi hả? Quen à, còn miệng thì nó cũng hơi ấy chút. Có khó một chút ha. Ừ. Bây giờ anh hỏi lại bằng miệng thử coi cho mấy em nghe thử coi cái đâu, so sánh thử coi. Rồi, bài Giọt Lệ Đầy Trang bằng miệng rồi. Cái độ cái nốt nhạc mà nó lên xuống cái âm thanh mà nó ra. Dạ. Nó không có mướt bằng cái mà anh thổi bằng lỗ mũi. Dạ dạ. Ờ vậy là anh thổi bằng lỗ mũi quen rồi. Dạ. Chuyển qua miệng thì cái hơi nó không hay. Dạ. Nói chung thì tập bên nào thì sẽ quen bên ấy. Dạ. Dạ. Rồi anh Tài uống nước đi anh ta. Dạ.